Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến đầu tháng 9, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của nước ta đạt hơn 40 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 19% so với cùng kỳ của năm ngoái. Con số này được các doanh nghiệp dự báo là sẽ sớm cán đích 55 tỷ đô la Mỹ. Lý do các tháng cuối năm thị trường xuất khẩu khá là khởi sắc. Trong 8 tháng qua, nếu như mà xuất gạo đạt 3,75 tỷ đô la Mỹ thì mặt hàng rau quả cán mốc 4,613 tỷ đô la Mỹ. Và đây là nhóm hàng dự báo là có nhiều bứt phá về kim ngạch xuất khẩu. Hiện hoạt động thu mua chế biến xuất khẩu tại các nhà máy khá là sôi động. Trong quý tư là thời điểm mà có nhiều lễ hội, do đó các quốc gia sẽ tăng cường nhập khẩu nông sản từ Việt Nam của chúng ta. Việc chủ động nguyên liệu, tăng cường chế biến sâu và chinh phục được nhiều thị trường sẽ giúp cho ngành nông sản nước ta tiếp tục xác lập các con số kỷ lục về xuất khẩu. Bên cạnh các gam màu sáng thì xuất khẩu hàng hóa nói chung, các mặt hàng nông sản nói riêng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Mưa bão, thiên tai làm thiệt hại và sụt giảm nguồn nguyên liệu, giá cước tàu tăng cao là những thách thức với xuất khẩu nông sản của nước ta. Tuy nhiên, con số 55 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu nông sản được nhiều chuyên gia và doanh nghiệp dự báo là khả quan, cán đích từ nay cho đến cuối năm.